10, kích hoạt một tôi mới. Xin chào tất cả quý khách hàng, tôi là Tính, đại diện của Hyundai Trường Chinh. Ngày hôm nay tôi sẽ đồng hành cùng với tất cả quý khách hàng trong livestream ra mắt sản phẩm Hyundai Ioniq Grand i10 2021 tại Hyundai Trường Chinh. Dòng i10 là một trong những dòng xe bán chạy nhất của Hyundai tại thị trường Việt Nam, và xét trong phân khúc A thì Hyundai i10 cũng là một trong những dòng xe bán chạy nhất. Cái con xe đứng bên cạnh tôi đây chính là phiên bản mới Hyundai Ioniq Grand i10 2021 vừa được ra mắt trong tháng 8 vừa qua. Bây giờ tôi sẽ cùng với tất cả quý khách hàng đi chi tiết xem con xe này nó có cái gì đặc biệt, có cái gì hấp dẫn. Phiên bản Hyundai Ioniq Grand i10 2021 này là phiên bản hoàn toàn mới. Và nó được nâng cấp tổng thể về mặt kích thước, lột xác về mặt thiết kế, những trang bị an toàn là vượt trội trong phân khúc, kèm theo những cái option rất là tiện nghi và duy nhất trong phân khúc. Thì bây giờ tôi sẽ đi lần lượt cho quý khách hàng cùng theo dõi nhé. Ở phần đầu xe này thì mọi người sẽ rất là ấn tượng bởi vì cái lưới tản nhiệt nó rất là to, tạo hình nó rất là to. Và những cái thanh này nó sơn màu đen bóng, nhìn cái xe mình nó cá tính, nó đẹp. Kết hợp là cái cụm đèn, đây là cụm đèn pha cốt ha. Nó vẫn giữ nguyên cái công nghệ halogen thôi, nhưng mà mọi người sẽ thấy là cái thiết kế nó nhìn nó sắc sảo hơn. Nó kết hợp với cái lưới tản nhiệt này, kèm theo cái nắp capo mà thiết kế dạng mới. Thì tổng thể phía trước này mình nhìn cái xe nó hiện đại hơn, nó cá tính hơn, nó có chút gì đấy nó thể thao hơn. Đấy, lát nữa vào trong nội thất thì mọi người sẽ thấy có những cái chi tiết nó giúp cái xe mình nó thể thao hơn hẳn. Ở đây là đèn sương mù, vẫn là halogen thôi nhưng mà kết hợp thêm một cái projector giúp cái xe mình nó gom sáng tốt hơn và tạo hình nhìn nó cũng thẩm mỹ hơn. Phần nắp capo này đây là đã được thiết kế mới, thiết kế lại. Mọi người sẽ thấy nó có hai cái đường gân nhập nổi, những cái xe mình nó thanh thoát hơn, nó có gì đó nó hiện đại hơn. Và những cái đường rừng rãnh như đây thì nó giúp cái xe mình có cái khí đồng hồng nó tốt hơn, nó giảm cái tiêu hao nhiên liệu. Bây giờ tôi sẽ mở cái nắp capo lên để giới thiệu thêm cho tất cả quý khách hàng cùng theo dõi. Đây là cái khoang động cơ của Hyundai Ioniq Grand i10 2021. Nếu như mọi người đọc trên thông số, trên giấy tờ thì sẽ không phát hiện ra được cái sự khác biệt so với thế hệ trước. Nhưng động cơ này đã được tinh chỉnh lại. Thì cái việc tinh chỉnh này nó sẽ giúp cái động cơ mình nó có tuổi thọ tốt hơn, và nó giúp cho cái tiếng máy của mình nó nổ một cách êm ái hơn. Đồng thời là vật liệu sử dụng trên động cơ mới này nó sẽ giúp cái động cơ mình nó giảm trọng lượng, do đó nó tiết kiệm nhiên liệu hơn một chút. Và thêm một cái ưu điểm nữa là khi mà trọng lượng nó giảm đi thì nó giúp cái phân bổ trọng lượng trên xe của mình nó cân đối hơn. Cái việc cân đối hơn này nó sẽ góp phần vào cái việc cảm giác lái cho con xe mình nó tốt hơn. Đồng thời là những cái tính năng an toàn chủ động, ví dụ như ABS cân bằng điện tử, nó sẽ hoạt động, nó sẽ hiệu quả hơn. Đấy. Còn về thông số công suất và mã lực, sau đây thông số công suất và mô men xoắn thì gần như là như bản cũ, vẫn là 83 PS, tương đương khoảng hơn 81 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng phút. Còn mô men xoắn cực đại nó sẽ đạt là 114 Nm tại vòng tua 4.000 vòng phút. Cái phần bên hông của phiên bản này, một cái điểm rất là nổi bật đó là kích thước xe ha. Ở cái thế hệ mới này, về chiều dài, chiều rộng, chiều cao, thậm chí là chiều dài trục cơ sở đều gia tăng so với thế hệ trước. Và bây giờ Hyundai Ioniq Grand i10 2021 đã trở thành con xe có thể nói là kích thước lớn nhất trong phân khúc hạng A, một trong những con xe có kích thước lớn nhất. Chiều dài trục cơ sở bây giờ là 2m450, nó gia tăng 2,5cm so với thế hệ trước. Ở đây cũng có những chi tiết được nâng cấp, ví dụ như ở đây là cái mâm bây giờ kích thước của mình được trang bị là mâm 15 inch, ngày xưa nó chỉ có 14 inch thôi, và tạo hình nó cũng khác, nó mới mẻ hơn. Và một cái trang bị rất là ăn tiền đó là cảm biến số lốp được trang bị nguyên zin theo xe, từ nhà máy về là đã có sẵn rồi, khách hàng không phải nâng cấp thêm. Và những chi tiết khác nó giúp cái xe mình nhìn nó tươm tất hơn đó là gương chúng ta sẽ được trang bị đèn xi nhan trên gương, ta có gập điện, ta có chỉnh điện và ta có xoay kính ở đây luôn, rất là tiện lợi. Ở đây mình sẽ có cái trang bị này, nhìn cái xe mình nó sẽ sang trọng hơn, đó là tay nắm cửa được mạ chrome. Rất nhiều dòng xe mà khoảng dưới 500 triệu
bây giờ vẫn chưa được trang bị cái tay nắm cửa mạ chrome. Hyundai đang rất hào phóng cho khách hàng. Mọi người để ý ha, những cái khoang kính như thế này nè. Trong phân khúc xe hạng A thì Hyundai i10 là một trong những con xe mà có cái ô kính nó rất lớn. Mà nó lớn như thế này á thì giúp cho khách hàng ngồi từ bên trong nhìn ra bên ngoài nó rất thoáng, nó giảm cái cảm giác bị say xe. Đây là một cái thiết kế rất là hay, rất là tiện lợi. Và về khoảng sáng gầm, thế hệ mới này chúng ta có một cái gầm cao hơn thế hệ trước, 157mm. Ngày xưa chỉ có 152mm thôi. Bây giờ là xe nó dài hơn, trục cơ sở dài hơn và gầm cũng cao hơn. Cái chi tiết này cũng rất là hay nè. Ở đây đóng một cái logo i10 và nó màu đen. Nó giúp cái xe mình cảm giác nó trường hơn, nó dài hơn, nó có gì đó nó liền lạc hơn. Đấy. Rất đẹp ha. Thiết kế của i10 thế hệ mới này nhìn bên hông qua rất là ấn tượng. Phần tổng thể phía sau đuôi xe thì đã được thiết kế lại rất nhiều chi tiết. Nhìn cái xe mình có phần cứng cáp hơn, có phần gì đó thể thao. Tôi đặc biệt ấn tượng bởi cái chi tiết này. Đây là một cái logo của Grand i10 và nó được làm bằng kim loại. Để trong ngôi nhà đang có máy lạnh thì sờ rất là nịnh tay, rất là sướng. Nó không phải là một cái bằng nhựa đâu, sờ rất là đã tay, rất là nhìn nó rất là cao cấp. Ở đây chúng ta cũng có một cái cụm đèn hậu được thiết kế lại. Nó cũng là công nghệ halogen thôi nhưng được thiết kế lại, nhìn cái xe mình nó khá là hài hòa. Phần dưới này thì xe mình được trang bị hai cảm biến lùi. Và phần ốp dưới này thì đây chỉ là phần ốp giúp cho cái xe mình nó cá tính hơn, nó ngầu hơn. Ở đây là các chi tiết phản quang. Thế hệ này chúng ta đã được nâng cấp lên là camera lùi tích hợp nguyên zin từ nhà máy. Thế hệ trước thì phiên bản hatchback này không được trang bị camera lùi. Ở đây nè, chúng ta sẽ thấy một cái chi tiết mà thấy rằng cái độ hoàn thiện của cái phiên bản mới này nó rất là cao, nó cao hơn thế hệ trước. Đây, cái tiếng đóng cửa của cái cốp này nè, chắc nịch. Đây, chỉ cần để như thế này, cứng cáp, chắc nịch. Đây là cái không gian cốp của con Hyundai Grand i10 2021 phiên bản hatchback ha. Vì cái kích thước nó lớn cho nên cái không gian cốp của nó cũng thuộc hàng là lớn nhất trong phân khúc. Chúng ta sẽ có cái dung tích cốp, nếu như chúng ta dựng cái hàng ghế thứ hai lên thì dung tích cốp ở cái khoang này là 260 lít. Còn nếu như chúng ta gập được hai cái ghế đằng trước này xuống thì cái dung tích khi đó nó sẽ là 1210 lít. Ở cái phiên bản này chúng ta có thể gập lại hai cái ghế phía trước theo tỷ lệ là 6:4 để gia tăng cái không gian chở hành lý khi cần thiết. Ngoài ra có những cái chi tiết cũng rất là hay. Đây là cái rèm, gọi là một cái chi tiết để nó che cái hành lý, để cho người bên ngoài người ta không thể nào thấy được mình để cái gì bên trong. Nó một cái sự riêng tư rất là hay. Còn nếu như ai không thích thì mình có thể tháo ra bên ngoài ha. Và xe luôn được trang bị đó là lốp xe cua và bộ đồ nghề tay quay quân đội nằm phía dưới này. Trên Hyundai All-New Grand i10 2021 này, để mở cửa tôi sẽ thao tác rất đơn giản, với cái điều kiện là tôi để chìa khóa trong túi, đang để trong túi đây. Tôi chỉ cần bấm cái nút ở trên tay nắm cửa, bấm một cái, nó nháy đèn có nghĩa là nó đã mở ra. Cực kỳ đơn giản, ai cũng làm được. Ở đây thì đối với phiên bản này thì toàn bộ ghế sẽ được bọc da, nguyên zin nó đã được bọc da rồi. Và cái điều đặc biệt đó là nó phối hợp giữa da đen và chỉ đỏ, giúp tạo hình cái ghế mình nó thể thao hơn, những cái xe mình nó có gì đấy cá tính hơn. Tôi sẽ bước vào trong để giới thiệu tiếp. Trên cái dòng xe Hyundai Grand i10, chúng ta chỉ cần bấm nút, ta sẽ mở cửa, rất tiện lợi. Đây là cái ghế của phiên bản này, chúng ta sẽ thấy là nó tạo hình nhìn rất là thể thao. Phiên bản này toàn bộ ghế sẽ là bọc da màu đen, nhưng mà mọi người sẽ thấy ở đây chỉ là màu đỏ, nó phối màu, nó tạo cái sự thể thao. Còn bên hông này nhựa, nhưng mà chúng ta sẽ được tạo hình nhìn cũng rất là thể thao, nhìn nó ngầu chứ bộ. Ghế thì rất là êm ha, được bọc da rất là êm. Và đối với cái ghế lái nó sẽ là chỉnh cơ 6 hướng. Trên tay tôi đây là cái vô lăng. Vô lăng mình thì được bọc da, sờ rất là thích tay, rất là nịnh tay. Và những cái đường chỉ may trên này cũng là màu đỏ luôn, nó giúp cái xe mình nó nhìn nó cá tính hơn, sờ nó thích lắm. Ở đây thì vô lăng của mình là vô lăng trợ lực điện, nó nhẹ nhàng dành cho tất cả mọi người, cả phụ nữ hoặc là đàn ông hay ai đấy đều có thể lái được con xe này, rất là nhẹ nhàng. Một cái tính năng cực kỳ là hấp dẫn mà lần đầu tiên được trang bị trên một cái con xe phân khúc hạng A tại Việt Nam. Đây là cái không gian táp lô trong con Hyundai All New Grand i10 2021. Nhìn hiện đại hơn hẳn ha.
Trên tay tôi đây là cái vô lăng, nó được bọc da sờ khá là thích tay, và các cái đường chỉ này may màu đỏ này, nó giúp cái xe mình nó cá tính. Ở đây có một chi tiết, nó làm nó là nhựa giả kim loại, nên nhìn cái xe mình nó có cái điểm nhấn, nhìn nó có cái gì đấy nó sang trọng. Và đây là vô lăng trợ lực điện ha, nó phù hợp với tất cả mọi người, phụ nữ hay là đàn ông hay là như thế nào đấy đều có thể sử dụng vô lăng này một cách nhẹ nhàng. Đây là một cái tính năng cực kỳ ăn tiền và duy nhất trong phân khúc hạng A hiện tại. Tính năng ga tự động Cruise Control được trang bị trên phiên bản 1.2 AT của Hyundai Ioniq Grand 2021. Chúng ta sẽ có một cái màn hình được trang bị sẵn theo xe với kích thước là 8 inch, và mọi người thấy nó chia đôi ra. Hai bên này chúng ta sử dụng một cái tính năng khác, bên này chúng ta sử dụng bản đồ. Và đây là cái bản đồ tiếng Việt được trang bị sẵn theo xe. Cái hay của nó là mình có thể được cảnh báo cái tốc độ giới hạn. Và những cái lần update miễn phí thì chúng ta vào đại lý update miễn phí, không tốn phí gì cả. Ngoài ra nếu khách hàng nào hay sử dụng Apple CarPlay hoặc là Android Auto thì trên cái xe của chúng ta đều được trang bị hai cái kết nối đấy. Kết nối Bluetooth là bình thường rồi ha, tất cả rất nhiều chức năng. Thậm chí là chúng ta có thể tìm được những cái đại lý nào mà gần cái xe mình nhất, tìm những cái cây xăng, những cái nhà hàng trên cái bản đồ này hết. Rất nhiều tính năng. Dòng xe của mình sẽ được trang bị là hộp số tự động 4 cấp. Ở đây mọi người sẽ thấy là cần số được bọc da chỉ đỏ, nhìn nó đẹp, nó cá tính. Hộp số tự động 4 cấp này kết hợp với cái động cơ 1.2 lít Kappa hút khí tự nhiên, nó mang lại một cái vận hành trên xe mình khá là mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu, êm ái. Ở đây mọi người sẽ có một cái màn hình táp lô ha. Màn hình này nó sẽ có một cái sự kết hợp giữa vừa cơ, nó có một cái gì đấy digital một xíu. Đây là hai cái màn hình kết hợp, và cái màn hình nhỏ ở đây sẽ kích thước là 5,3 inch. Nó sẽ thông báo một số thứ, ví dụ như là khi mình mở cửa thì nó sẽ thông báo là cái cửa nào đang mở đây, ở trên này, hoặc là thậm chí cảnh báo xuất lốp thì cũng sẽ cảnh báo trên màn hình này. Ở đây nè, có một chi tiết cũng rất là hay, mọi người sẽ thấy nó được tạo một cái vân giống như vân tổ ong, nó làm cho cái xe mình nó bớt đơn điệu hơn, nó đẹp hơn ha, những cái hộc để đồ rất là tiện lợi. Bây giờ tôi sẽ vào cái hàng ghế thứ hai trên con xe này. Đây là một cái điểm ăn tiền, cái kích thước của nó đã lớn rồi, thông số là mình thấy lớn rồi, thì bây giờ sẽ cho mọi người thấy cái hàng ghế thứ hai nó rộng như thế nào. Tôi là cao 1m72 và nặng 82kg, thì mọi người hãy tham khảo trên cái chiều cao cân nặng của tôi nhé. Đây là cái ghế lái này, hồi nãy tôi đã chỉnh đúng cái vị trí lái của tôi. Và đây là ghế phụ này tôi còn dịch chuyển nó sâu hơn so với ghế này. Thì đây, một người cao 1m72, ở đây có tựa đầu mình có thể nâng hạ nhé. Ở đây mình có 3 tựa đầu nâng hạ được. Đây, 1m72 và tôi còn dư đúng một gang. Như vậy là rất rộng. Có thể nói là trong một cái con xe mà phân khúc A, giá loanh quanh 400 triệu, thì có một cái không gian hàng thứ hai rộng như thế này, đây là một cái điều rất là được ưu ái, rất rộng ha. Ở dưới này mình có thể để chân thoải mái, ngồi ngửa như thế này, giả sử tôi ngồi như thế này, đó, hoàn toàn có thể ngồi được, rộng lắm. Và một cái trang bị mà duy nhất trong phân khúc hạng A đã được trang bị trên Hyundai i10 thế hệ mới 2021 này, đó chính là cái cửa gió hàng ghế thứ hai. Ở đây duy nhất chỉ có Ioniq Grand i10 mới được trang bị cửa gió hàng ghế thứ hai, mình có thể tắt mở đây nè. Đấy, ở dưới này mình có một cái cổng để sạc điện thoại nữa, rất tiện lợi, không gian rộng lắm. Mọi người nhìn nè, nếu ở cái góc quay này mọi người sẽ thấy cái mặt của tôi so với kính rất rộng đúng không, ô kính rất rộng. Chính cái rộng này nó giúp cho mình thoáng hơn. Nhà mình có trẻ em, có phụ nữ mà ngồi hàng ghế này, thứ nhất là nó rộng rãi, khoảng đầu là đã rộng, khoảng chân nó rộng, ô kính bự, nó giúp mình thoáng hơn, bớt cái cảm giác say xe hơn, hành trình nó thoải mái hơn. Tựa đầu có thể nâng hạ được. Không phải xe nào cũng có tựa đầu nâng hạ được đâu nha. Đây là một cái điều rất là quan trọng đấy. Ghế thì êm ái, và khi cần mình có thể gập ghế được nữa. Tôi sẽ gập ghế cho mọi người xem luôn. Đấy, đó là khi mà mình cần chở hàng mình có thể gập cái ghế này xuống, gập ghế bên kia cũng gập xuống được, để thông với cái cốp chở hàng cho nó nhiều hơn. Rất nhiều thứ được thiết kế và tiện lợi. Ở trên đây chúng ta sẽ thấy các cái tay nắm cửa, mục đích của nó là khi chúng ta đi vào những cái đường mà nó chồng chành á, mình cầm như này nè cho nó chắc hơn. Đấy, rất là nhiều cái thiết kế trên con xe mình, nó giúp cái người ngồi trong xe nó cảm giác nó thoải mái, nó tiện lợi hơn. Nãy giờ chúng ta đã tìm hiểu về thiết kế nội ngoại thất, những cái trang bị trên xe, vậy thì những cái trang bị an toàn như thế nào?
tôi sẽ liệt kê để cho mọi người được xem nó có trang bị nó có đủ dài đủ xa hay không. Thứ nhất, chúng ta sẽ được trang bị hệ thống chống bốc cứng phanh ABS, chúng ta có hệ thống cân bằng điện tử ESC, chúng ta có hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, chúng ta có hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD. Ngoài ra, chúng ta còn được trang bị cái hệ thống đó là hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến lùi, cảm biến áp suất lốp, hai tu khí phía trước. Đó là những trang bị an toàn trên con xe này. Và một cái điều mà lúc nãy tôi cũng quên giới thiệu cho mọi người, đó là về cái hệ thống cách âm. Ở cái thế hệ mới này, do là cái động cơ nó được tinh chỉnh, động cơ nó êm ái hơn, thì nhà máy còn làm thêm cái vách ngăn giữa cái động cơ và cabin nó dày hơn, nó giúp cách âm tốt hơn. Các cái chi tiết bên trong các cái cánh cửa cũng được làm lại để nó cứng vững hơn. Các cái chi tiết bên dưới gầm xe, sàn xe cũng được tăng độ cứng. Mục đích của những cái việc đấy, nó giúp cho cái xe mình nó giảm cái rung lắc, giảm cái độ ồn khi mà vận hành. Và kết quả đó là cách âm về động cơ, cách âm giữa mặt đường, cách âm về môi trường, tất cả những cái tiếng ồn đấy nó đều giảm từ 1 đến 3 decibel trên con xe của mình. Phần vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình livestream giới thiệu sản phẩm All-New Granny 10 2021 tại Hyundai Trường Chinh. Rất cảm ơn quý khách hàng đã cùng đồng hành và theo dõi với chúng tôi trong chương trình livestream vừa qua. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những chương trình livestream sản phẩm sắp tới tại Hyundai Trường Chinh. Tôi là Tĩnh, xin cảm ơn.